các anh em nha. Hôm nay dàn sớ là thành phẩm rồi nha các anh em, hoàn thành nha. Bắt đầu ngày mốt sẽ xuống đồng sớ cho các anh em xem nha. Ngày mốt là xuống đồng sớ nha các anh em, sớ thực hành nha. Thực hành nếu nghiêm chỉnh thì mới giao cho khách nha. Thì nói chung là nó rồi đó các anh em ơi. Các anh em nào có cần mua thì liên hệ số điện thoại nha. Người làm thành phẩm chiếc nhà sới rất là lâu nha các anh em, cỡ mười mấy ngày mới rồi nha. Sơn rất là đẹp nha các anh em. Nếu các anh em nào có cần thì liên hệ số điện thoại nha. Tại vì ở tại tiệm thì đóng liên tục nha. Chiếc này giao cho khách rồi bắt đầu là đóng chiếc khác nữa nha.
này là gắn xích cũ vô để sới thực hành cho các anh em xem nha. Bắt đầu ngày mốt là xuống ruộng sới thực hành. Rồi mình sẽ quay sới thực hành, đăng clip clip lên cho các anh em xem. Rồi nếu các anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại. Rồi ông anh báo giá rồi bắt đầu anh em sẽ mua nha. Nói chung bữa nay là sơn vừa hoàn thành luôn nha các anh em. Thì đi điện đồ rồi hết, máy nổ rồi, nhưng ngày mốt là mới xuống đồng sới thực hành. Thì chừng nào sới thực hành sẽ quay sới thực hành cho các anh em xem. Còn đây là thùng nhớt thủy lực nha các anh em. Nhớ thủy lực mình sẽ để phía trong chuồng chó luôn nha. Còn đây là xài hai cây ti nha, hai cây ti Ben Hàm của 70 nha các anh em. Xài hai ti thì nó đều và lên nó rất là mạnh nha. Còn động cơ thì động cơ 95 các anh em ơi. Động cơ 95 chạy nó mới nổi, chứ còn động cơ DC70 thì không chạy nổi đâu nha. Còn đây là hộp số bông nha các anh em. Các anh em nào có cần thì liên hệ số điện thoại nha các anh em. Bắt đầu là vài bữa nữa sẽ đóng chiếc mới nha. Chiếc này cũng hoàn toàn mới luôn, nhưng giao cho khách rồi nha các anh em. Sẽ quay từ chi tiết cho các anh em xem. Ra như máy cắt DC70 vậy nha các anh em. Đây là động cơ nha. DC95 nha. Đây thùng dầu 60 luôn các anh em ơi. Các anh em khỏi lo nha, đồ thì đóng ok.
hai cây ti song song nha các anh em. Đây là mẫu mới của tiệm thiết kế ra để đóng dàn sớ cùng chung với cổ kéo lúa nha các anh em, có tiện lợi hai bên. Tới mùa kéo thì chúng ta sẽ gỡ dàn sớ ra nha, thì tới sớ thì chúng ta sẽ gắn dàn sớ vào sớ. Ở sau nó cũng có cái bàn nữa nha các bạn, thì các anh em nào tới sớ thì tháo bàn ra, còn nếu kéo lúa thì sẽ gắn bàn vô nha. Đóng là bao ok anh em luôn nha, khỏi chê. Cơ cơ 95 giờ nếu chưa bung là giá tiền cao lắm các bạn ạ. Cho nên đóng dàn sớ thì giá nó hơi cao nha, tại vì nó đủ thứ hết, với động cơ thì 95 nữa. Nước nha, kích nước cũng là kích nước 95 luôn nha các anh em. Đóng hoàn toàn kích nước và động cơ 95 luôn. Rồi, các anh em nào có cần thì cứ liên hệ số điện thoại nha. Rồi ông anh báo giá rồi sẽ mua. Rồi mình kết thúc video nha các anh em. Hẹn lại video mới nha. Còn các anh em nào có cần thì liên hệ số điện thoại nha. Và đừng quên bấm like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các anh em luôn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha các anh em.